Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức bóng đá. Mời các bạn luôn theo dõi tin hay nhất, nhanh nhất và chính xác nhất của chúng tôi. Sau đây là những bản tin. Hoàng Anh Gia Lai sẽ bị AFC phạt 10.000 USD. Đội bóng phố núi thay đổi lịch tập chính thức nhưng không thông báo lại cho ban tổ chức. Vì vậy, họ đối diện mức phạt tiền trong lần trở lại đấu trường AFC Champions League. Hoàng Anh Gia Lai sẽ bị phạt 10.000 USD vì đổi giờ tập hôm ngày 15 tháng 4 mà không báo cáo với giám sát của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC. Theo tìm hiểu của Dinh, Hoàng Anh Gia Lai có lịch tập lúc 16 giờ trên sân quân khu 7 nhưng lại đổi xuống 16 giờ 30 phút và sau đó là 17 giờ. Việc đổi giờ tập là điều bình thường. Tuy nhiên, Hoàng Anh Gia Lai lại không báo lại cho AFC. Đặc biệt, đó là buổi tập chính thức của giải đấu, ban tổ chức muốn ghi hình. Sự việc không lớn nhưng theo quy định, Hoàng Anh Gia Lai sẽ bị phạt. Trước đó, Hoàng Anh Gia Lai cũng gặp sự cố áo đấu trong buổi họp báo vào ngày 15 tháng 4. Huấn luyện viên Kiatisak Senamun, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh cùng phiên dịch mặc áo có logo nhà tài trợ. Điều này không đúng quy định giải. Chưa rõ Hoàng Anh Gia Lai có bị phạt thêm tiền vì sự cố đó hay không. Hoàng Anh Gia Lai là đơn vị chủ nhà tổ chức bảng H ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên đội bóng phố núi tổ chức một bảng đấu AFC Champions League theo thể thức thi đấu tập trung. Vì vậy họ cũng khó tránh những bỡ ngỡ. Cách đây 17 năm, Hoàng Anh Gia Lai đã thi đấu ở AFC Champions League. Kiatisak khi đó còn là cầu thủ. Thể thức bây giờ và quá khứ rất khác nhau, đặc biệt là công tác tổ chức bóng đá trong thời Covid-19. Thông thường, AFC sẽ tổng hợp các vi phạm tổ chức thi đấu để ra thông báo án phạt vào cuối giải. Các đội bóng có từ 5 thẻ vàng trở nên mỗi trận cũng bị phạt tiền nặng và mức phạt tăng dần từ thẻ vàng thứ 6. Trong ngày ra quân ngày 16 tháng 4, Hoàng Anh Gia Lai thua 1-2 trước Yokohama F. Marinos, còn Sydney FC cầm hòa 0-0 với Joburg Moto. Đội bóng từ Australia có 7 thẻ vàng nên sẽ bị phạt tiền theo quy định của AFC. Sydney FC sẽ là kèo thơm của Hà Gia Lai. Sydney FC là đối thủ thứ hai của Hà Gia Lai lúc 18 giờ ngày 19 tháng 4. Liệu thầy trò huấn luyện viên Kiatisak có được điểm trước đại diện Úc? Bảng H, AFC Champions League 2022 thi đấu tại thành phố Hồ Chí Minh. Hà Gia Lai là đội bị đánh giá thấp nhất, ngay phía trên có Sydney FC. Tuy nhiên, mọi chuyện chưa hẳn thế. Đêm 16-4, đội bóng đến từ Úc có vị thuyền trưởng nhãn mặt với bóng đá Việt Nam. Ông Korika đã thể hiện một Sydney FC rất khác khi đối đầu với Joburg Hyundai Moto. Trận thứ hai bảng H giữa Joburg Hyundai Moto và Sydney FC là một trận đấu căng kịch tính. Đội nào cũng muốn thể hiện để tạo lợi thế ngay từ lượt khai mạc để duy trì lợi thế vào vòng 16 đội, nhưng không bên nào ghi được bàn thắng, đành chấp nhận hòa 0-0. Tất nhiên, Sydney FC không phải là miếng mồi dễ rơi của đại diện Hàn Quốc từng hai lần vô địch giải đấu này. Có thể kết luận rằng Sydney cạnh tranh xong bảng 2 vé đi tiếp vào vòng 16 đội ở bảng này. Huấn luyện viên Corina, người dẫn dắt các tuyến của câu lạc bộ mỗi khi ra nước ngoài thi đấu. Ông từng nhiều lần dẫn U21 Sydney sang Việt Nam giữa các giải U21 quốc tế hơn thập niên qua. Lần trở lại Việt Nam này, dẫn dắt đội lớn ông đá cho thấy một Sydney rất khó đánh bại dù họ có mặt tại bảng H với tư cách đội phải thi đấu playoff. Nhìn vào truyền thống và sức mạnh của các vị khách bảng H, cho đến đội dễ chơi nhất cho thầy trò HKV Kiatisak chính là Sydney FC. Tuy nhiên, qua lượt trận đầu những gì Sydney thể hiện trước ứng viên nhất bảng H Joburg Hyundai Moto cho thấy, hai đối thủ cùng bảng đến từ Nhật và Hà Gia Lai không dễ gì có điểm với họ. Sydney FC là đối thủ thứ hai của Hà Gia Lai lúc 18 giờ ngày 19 tháng 4. Liệu thầy trò huấn luyện viên Kiatisak có được điểm trước đại diện Úc? Huấn luyện viên Sydney FC, người hâm mộ Hoàng Anh Gia Lai trên sân rất đông, sẽ có nhiều áp lực ở trận đấu tiếp theo. Tối ngày 16 tháng 4, trận đấu thứ hai bảng H giữa Sydney FC vs câu lạc bộ Joburg Moto kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Ở lượt trận tiếp theo, Sydney FC sẽ gặp Hoàng Anh Gia Lai. Huấn luyện viên Sydney FC đánh giá về đối thủ Hoàng Anh Gia Lai ở trận đấu tiếp theo. Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng tốt, nếu chất chiêu hơn nữa các bạn đã có trận hòa. Trong đội Hoàng Anh Gia Lai có rất nhiều cầu thủ giỏi. Người hâm mộ trên sân rất đông, điều này sẽ tạo nhiều áp lực cho chúng tôi ở trận đấu tiếp theo. Trận đấu giữa Sydney FC và Joburg Moto ở vòng đầu tiên đã kết thúc bằng trận hòa 0-0 sau 90 phút thi đấu. Huấn luyện viên Steve Corica chia sẻ về tiếc nuối không thể kiếm được 3 điểm ở trận đấu này. Kết thúc trận đấu hôm nay, hàng phòng ngự chúng tôi đã chơi chắc chắn. Nhiều cơ hội rõ ràng được tạo ra nhưng chúng tôi không thể tận dụng để kết thúc trận đấu. Tôi rất tiếc vì điều này. Phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên đội bóng Joburg Moto cho biết trận đấu lúc 21 giờ đối với chúng tôi khó khăn hơn khung 18 giờ. Nhiều cầu thủ chia sẻ với tôi, họ cảm thấy khó khăn với khung giờ này. Tôi đã làm hết sức có thể, nhưng không đạt được mong đợi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức ở trận đấu tiếp theo. Với kết quả hòa không bàn thắng, cả hai đội bóng đang tạm đứng thứ 2 và 3 trên bảng H với cùng 1 điểm. Đội đứng đầu bảng là câu lạc bộ Yokohama F. Marinos với 3 điểm. Hoàng Anh Gia Lai đứng cuối bảng H khi nhận thất bại trong trận ra quân. Ở vòng đấu tiếp theo, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ gặp Sydney FC lúc 18 giờ, câu lạc bộ Yokohama F. Marinos sẽ gặp Joburg Moto lúc 21 trong ngày 19 tháng 4.
Thuyền trưởng Kỳ Atisak và đội bóng Nhật Bản nói về sau trận ra quân AFC Champions League, cả huấn luyện viên Hoàng Anh Gia Lai và Yokohama Marinos đều lên tiếng sau trận ra quân bảng H và AFC Champions League chiều ngày 16 tháng 4. Thuyền trưởng của đội bóng Phố Núi hài lòng dù thua đại diện Nhật Bản 1-2 trên sân Thống Nhất. Hoàng Anh Gia Lai đã chờ đợi trận này rất lâu và các cầu thủ đã thực hiện đúng đấu pháp đề ra, huấn luyện viên Kỳ Atisak phát biểu. Tôi hài lòng về lối chơi của đội hôm nay khi chúng tôi chỉ thua hai bàn từ tình huống cố định. Đại diện của Việt Nam nhập cuộc tự tin, chơi ăn miếng trả miếng và thậm chí đã có bàn mở tỷ số nếu cú sút của Văn Thanh không tìm đến cột dọc đội Á quân V-League 1. Tuy vậy, đội chủ nhà sau đó liên tiếp thủng lưới từ hai tình huống cố định đều do Leo Sierra tỏa sáng. Sau hai bàn thua, Hoàng Anh Gia Lai đã miệt mài tấn công và đến phút 32 thì trút ngắn xuống 1-2. Ngoài bên Mauricio gây sức ép từ quả phạt góc của Công Phượng khiến thủ quân Takuzakida đánh đầu phản lưới. Những phút còn lại, hai đội tạo nhiều cơ hội nhưng không thể ghi thêm bàn. Tôi hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Nhà cầm quân có biệt danh Chico Thái nói thêm, đây là trận đấu đầu tiên tại AFC Champions League 2022. Vì thế chúng tôi không có nhiều thông tin về đội hình của đối thủ Nhật Bản. Do đó, Hoàng Anh Gia Lai chỉ chơi theo chiến thuật của riêng mình. Chúng tôi đã biết được những điểm mình còn hạn chế để khắc phục và chuẩn bị tốt hơn cho những trận sau. Cựu thuyền trưởng Thái Lan cũng hết lời khen ngợi Văn Toàn, người chơi năng nổ trong suốt 90 phút, gây cho đối thủ nhiều khó khăn. Văn Toàn di chuyển rất nhiều, gây nhiều khó khăn cho hậu vệ Yokohama. Thời gian qua, trước tiết khi Văn Toàn không được thường xuyên thi đấu ở đội tuyển Việt Nam, hôm nay tôi đã tạo điều kiện cho cậu ấy chơi hết 90 phút để lấy lại cảm giác. Chiến đấu với Minh Dương, đó là chiến thuật. Mỗi trận đấu ở đây chúng tôi được dùng 4 ngoại binh nên tôi đã ưu tiên sử dụng Brandao. Huấn luyện viên của đội thắng trận ông Kevin Muscat cũng lên tiếng phát biểu sau trận thắng nhọc nhằn Hoàng Anh Gia Lai. Trận đấu rất khó khăn cho chúng tôi, bởi đội của tôi phải chơi dưới áp lực lớn từ khán giả chủ nhà. Mặc dù vậy, tôi hào hứng khi được đá trên những sân bóng đầy ắp khán giả như thế này, nhà cầm quân người Anh nhấn mạnh. Chúng tôi khởi đầu có phần e dè trước Hoàng Anh Gia Lai bởi đây là AFC Champions League nên không có trận nào dễ dàng cả. Như Kỳ Atisak, Hoàng Anh Gia Lai thua vì kẻ may. Huấn luyện viên Kỳ Atisak hài lòng về màn trình diễn của các học trò. Dù Hoàng Anh Gia Lai thua 1-2 trước đại diện của bóng đá Nhật Bản Yokohama F. Marinos, thật không may mắn khi Hoàng Anh Gia Lai thua sớm hai bàn. Tuy nhiên, các cầu thủ của chúng tôi cũng đã cố gắng thay đổi và có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Sau đó, chúng tôi thiếu may mắn khi có cơ hội nhưng không thể ghi được bàn thắng. Chúng tôi thua trận đầu tiên nhưng đây là trận đầu hay. Tôi vui và tự hào về màn trình diễn của các học trò. Huấn luyện viên Kỳ Atisak Senamuong chia sẻ sau thất bại 1-2 của Hoàng Anh Gia Lai trước Yokohama F. Marinos ở trận ra quân AFC Champions League 2022. Trước đối thủ mạnh là đội đương kim A Quân J-League Yokohama F. Marinos, Hoàng Anh Gia Lai đã chơi tốt trong hiệp 1, trong đó có pha dứt điểm rồi cột dọc của Văn Thanh. Tuy nhiên, đại diện Nhật Bản chứng tỏ đẳng cấp với hai bàn thắng từ tình huống cố định. Hoàng Anh Gia Lai gỡ lại một bàn trước giờ nghỉ, nhưng không thể giành lại một điểm khi đối thủ đã chơi chặt chẽ trong hiệp 2. Đánh giá về đối thủ, Zico Thái nói, Yokohama là đội bóng rất mạnh, giàu kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc hơn. Chiến thuật của họ rất đa dạng nên rất khó cho các học trò của tôi phòng ngự. Một điểm nữa là chúng tôi không thể dự đoán về một cầu thủ ở đội hình xuất phát của Yokohama cũng có băng ghi hình và so sánh ở các trận đấu khác nhau. Trước câu hỏi đánh giá về màn trình diễn của Văn Toàn, huấn luyện viên Kỳ Atisak bày tỏ, Văn Toàn không có cơ hội để thi đấu ở đội tuyển quốc gia nên trước trận đấu, tôi đã nói với cậu ấy là sẽ trao cơ hội để thể hiện. Hôm nay, Văn Toàn đã chơi rất tốt. Cậu ta đã di chuyển nhiều và gây rất nhiều khó khăn cho hệ thống phòng ngự của Yokohama dù rằng không có những cơ hội ăn bàn. Ở trận đấu này, tôi trao cơ hội cho Brandao bởi tiền đạo này phù hợp với lối đá phòng ngự phản công. Nói về việc không thay đổi sơ đồ thi đấu, chiến lược gia người Thái Lan cho biết, ở mùa giải trước, Hoàng Anh Gia Lai chơi rất thành công với sơ đồ 3, 5, 2 và chúng tôi đã đứng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Vì thế, chúng tôi tiếp tục trung thành với sơ đồ đá rất hiệu quả ấy. Thay đổi trước Yokohama là rất nguy hiểm, các cầu thủ đã thực hiện đấu pháp tốt.